Audio Jungle. Chào bà con, thì clip hôm nay mình quay bà con xem về cái mô hình nuôi lợn thịt mà là sinh sản tại nhà của bà con nông dân. Thì qua đây mình nói sơ về cái cách và kỹ thuật chăm sóc nuôi lợn sinh sản tại vườn, tại nhà. Thì thứ nhất là về cái chuồng trại á, thì bà con nên bố trí trên nền đất cao ráo nè, không ngập úng và xa khu dân cư thì càng tốt. Và chất thải phải được thoát tốt, có đủ nước, xây dựng theo hướng đông tây. Về cái thứ hai là chọn giống, nên nuôi lợn có tỷ lệ nạc cao, thân dài, mông nở và bụng thon. Và cái chú ý này á, chú ý khi chọn giống á, thì hạn chế mua nhiều loại giống nhiều nơi về nuôi. Thì chúng ta phải chọn được những cái giống tốt và chúng ta biết được về cái nguồn gốc của cái giống đó. Và cái thứ ba đó là kỹ thuật nuôi lợn theo hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn 1 là lợn thịt được nuôi từ 70 đến 130 ngày tuổi á, thì có trọng lượng trung bình từ 23 đến 60 kg á. Thì người chăn nuôi chúng ta cần phải cho lợn ăn theo khẩu phần là 17-18% là protein thô. Và giai đoạn 2, lợn thịt nuôi từ 131 đến 165 ngày tuổi, thì lợn có trọng lượng từ 61 đến 105 kg, thì khẩu phần ăn của lợn từ 14-16% là protein thô. Thì cái kỹ thuật nuôi lợn thịt theo hai giai đoạn trên thì chúng ta nên áp dụng để nuôi vào các giống lợn ngoại hoặc lợn lai có tỷ lệ là 75% là lợn ngoại trở lên. Thì kỹ thuật này chúng ta thường áp dụng ở những cơ sở chăn nuôi tập trung lớn thì chúng ta nên làm theo hai cái giai đoạn này. Còn về phần thứ tư đó là phân lô phân đàn á, thì sau khi mà lợn cai sữa như trên hình á, thì lúc này lợn nó đang bú và đang ở giai đoạn tuổi nhỏ. Thì sau khi mà cai sữa được cho lợn con á, chúng ta nên tiến hành phân lô phân đàn để tiện chăm sóc nuôi dưỡng. Cái việc phân lô phân đàn này chúng ta phải đảm bảo những nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất là khi ghép tránh không để cho lợn phân biệt đàn và cắn xé lẫn nhau, cái này rất quan trọng. Và cái thứ hai, lợn ở trong cùng lô á nên có trong trọng lượng như nhau á, hoặc chênh lệch không nhiều, nghĩa là trong một cái lô đó phải là tương đồng với nhau. Cái thứ ba là khi ghép đầy đủ và đánh dấu hoặc chúng ta đánh số từng con để từng theo dõi những hiện trạng của con ở những cái đàn, chúng ta quản lý cho nó dễ. Và mật độ phải đảm bảo thích hợp theo quy định, lợn từ 10 đến 35 kg nè, rồi lợn từ 35 đến 100 kg nè, chúng ta phải có cái mức độ bảo quản thích hợp và xem theo dõi. Và cái thứ năm là kỹ thuật cho lợn ăn và uống á. Thì chúng ta nên cho lợn ăn đúng với tiêu chuẩn và khẩu phần. Nên cho ăn thức ăn tinh trước và thức ăn thô sau. Cho lợn ăn từng đợt, tránh để vung vãi thức ăn ra ngoài chuồng, thì chúng ta phải đảm bảo được cái con nào mà cũng được ăn khẩu phần của nó hết, để tránh tình trạng con này ăn con kia không được ăn. Về cái tiêu chuẩn ăn phải thay đổi từng phần, không sử dụng những thức ăn mắc phẩm chắc, không pha loãng thức ăn quá tỷ lệ 1:1, và tập trung cho lợn ăn có phản xạ, có điều kiện giờ giấc cho ăn để nâng cao được cái khả năng tiêu hóa của lợn, không thay đổi khẩu phần ăn một cách đột ngột. Và nước uống cho lợn phải thỏa mãn các nhu cầu, vừa cho lợn ăn vừa theo dõi tình trạng sức khỏe của từng con lợn và khả năng ăn vào của từng con. Và cái thứ sáu là chuồng nuôi và vệ sinh chuồng trại. Thì ở điều kiện nước ta, nhất là chuồng nuôi của lợn là kiểu chuồng hở, chúng ta phải đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, và cái nền chuồng luôn luôn được khô ráo và sạch sẽ. Và cái cuối cùng á, thì mình cũng nói với bà con đó là cái phòng bệnh cho lợn. Thì trước khi mà đưa vào nuôi thịt á, thì chúng ta phải tiêm phòng vào lúc 8 đến 12 tuần tuổi đối với các loại vaccine thông thường. Riêng với bệnh phó thương hàn á, cần tiêm cho lợn trong thời kỳ lợn con theo mẹ, và sau đó có thể tiêm phòng nhắc lại. Thông thường sau khi tiêm lần 1 khoảng 10 đến 20 ngày á, thì lợn có thể được tiêm nhắc lại bổ sung. Và chúng ta cũng thường xuyên tẩy các loại giun sán bằng các thuốc khi mà cho lợn vào nuôi thịt. Đó là những cái lưu ý, mà 7 cái lưu ý trên mình nói cho bà con khi mà chúng ta nuôi lợn. Thì qua clip này mình cũng quay cho bà con xem và tham khảo về cái quy trình nuôi lợn nhốt chuồng của bà con nông dân tại nhà.
Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả video để mình quay cho bà con xem về tất cả các loại nông cây trồng, nông nghiệp chăn nuôi ở Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn bà con.